Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn video clip phương pháp hạn tái sinh hãm ngược của động cơ điện một chiều. Hạn tái sinh là hãm khi tốc độ quay của động cơ lớn hơn tốc độ không tải lý tưởng. Khi hạn tái sinh, sức điện động của động cơ lớn hơn điện áp nguồn. Lúc đó động cơ làm việc như một máy phát điện song song với lưới và trả năng lượng về cho nguồn. Lúc này dòng hãm và moment hãm đảo chiều so với chế độ làm việc của động cơ. Ưu điểm của phương pháp hãm tái sinh là phương pháp hãm kinh tế nhất vì động cơ sinh ra điện hữu ích. Nhược điểm của phương pháp này đó là chi phí ban đầu cao và chỉ thích hợp khi tải thay đổi tốc độ và chiều chuyển động thường xuyên. Phương pháp hãm ngược. Hãm ngược là khi moment hãm của động cơ ngược chiều với tốc độ quay. Ưu điểm của phương pháp hãm ngược đó là đơn giản, dễ thực hiện. Nhược điểm của phương pháp này là moment sinh ra bởi động cơ khi hãm chống lại sự hoạt động của máy sản xuất. Sau khi hãm lớn chỉ phù hợp với động cơ công suất nhỏ. Tôi vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn video clip phương pháp hãm tái sinh hãm ngược của động cơ điện một chiều. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.